này anh đi dặn tán vô đội mà chuẩn bị cẩu ra này chứ phải hơi vô đá bự rồi. Con vịt quá trời bự nè, vịt 2m7 6m7 vịt 4 cân. Cặn này không tháo nè. Đó là thôi thà đó giờ tôi không dặn tôi không biết đi để đó giờ xui không hà. Hồi đó giờ bắt mùa lon kia không à, bây giờ đi xui không à, được rồi thôi. Rồi. Nóng rồi. Hết con sao vô nữa. Hết con theo nói. Chị này cho cứng cái bơm tiền vô nội này gài vô trong đây đó mà. Giờ đây là anh mình hơi đá nữa nông ra không ra nổi rồi. Nguyên nhà ổng để luôn vô công tiếp luôn. Cứng nha. bốn ngàn số đỏ rồi đó rồi hết hồn. Năm ngàn rồi đó. 6 ngàn. 3 nhiều không? Ra đổi nhiều không ai? Rồi. Hay quá, con hai vô địch. Con luôn chưa. Hồi vừa tới con luôn. Thích luôn. Vừa tới luôn. Em cái này vô luôn mà. Rồi. Nó không sao. Trời ơi. Rồi để anh cẩu ra. Đạp xuống luôn hả? Ôi cù tô bà cố ơi. 80-90 kg á. Bơm bên kia gì anh Tình? Cái bơm nằm bên chỗ phi. Cẩu ra cái ghèo. Ê ngã dễ bể máy chơi không anh? Anh rửa. Ê. Trời ơi gãy gần số rồi. Rồi gãy gần số luôn rồi. Tí búa nhấp cái anh Tình. Nãy nổ rồi mà ta, nổ đùng rồi mà sao giờ. Quá dữ. Tại coi. Quất. Không có đó. Không có nó ra đó. Đó.
nặng dữ ta, ra rồi mà. Ra con nhúc nhích rồi mà. Đó. Được làm thế nào ở đây? Cậu tới lui hoài đây. Đúng rồi, để lại cái nhịp đó. Quay qua lại hoài luôn nè, không có đường nào lần đó nè. Đồ anh chở nào cũng cứng á. Cứ ngắt đó, ra không ra đó. Giờ lấy ra không được mà. Nó treo như vậy đi mà đóng không ra là sao? Tắt máy luôn rồi. Quất. Ây ơi. Ây ơi. Ra nhiều đó. Rồi. Coi tụt luôn rồi, tụt luôn rồi. Coi. Lút chết rồi. Dầu nhớt nè, dầu nhớt. Lút chết hả? Ra khúc luôn rồi. Coi chừng giúp nữa, đừng chích nữa. Không, dầu nhớt. Coi đừng lấy nữa. Anh thở dữ tình. Xuống, rồi. Xuống cả 3 phần rồi, 4 phần luôn rồi. Đến dẫm nhóm luôn cái. Cái né ra để nó bật cái láp à. Ghê quá anh trai ơi, ẩu quá anh trai ơi. Rồi. Chơi ghê quá. Dân dịch đâu quá, dân dịch này. 2m8, 2m9. Cái này up là 2m8, cái kia là cửa 2m9. Này 2m7. Cái kia 2m5. Nó toàn hàng nặng không à. Nó lắp cẩu lên là cái lắp 114. Cái này mới tháo ra nè. Cái 2m7 nè. Dịch kìa bỏ cái chai rồi mà, phế liệu rồi nè. Cái này nè, khủng hoảng không? Xong luôn rồi. Tài xế anh leo lên xe nè. Xe không đèn, không càng, không thắng. Không kiến, không cửa. Còn anh chạy sao đây? Còn này là mấy chú thợ mình chiều à. Chiều nghỉ thôi Mộc. Hết giờ. Rồi lùi. Cà xuống lùi rồi đó. Chưa ăn số. Chưa số. Lắc đầu.